Sao xếp tròn đây là gì lấy à? À, hai gòn. Tôn này là hoàn thành mì này. Hoàn thành mì. Còn đây y phụ này. Y phụ. Y phụ đang đi cai một cái này. Cái này, dạ. Cái này là chị răng xào cái gì hả? Dạ, miếng xào. Miếng xào. Dạ. Tôi ăn tương à? À dạ, lần đầu tiên ăn y phụ này đây, em chưa ăn đấy. À, đầu bếp Hàn Quốc à? Dạ. Yeah. Có đầu bếp Hàn Quốc đẹp trai đấy. Trân trọng mến chào bà con cô bác chị và bạn đã quay trở lại với channel của mình mọi người nhé. Mày mắng gì nữa? Muốn là mày ăn cái gì đâu, có ăn cái gì đâu mà. À, thôi gặp mày ăn sau được, bây giờ mày bán bún không mày? Mà mày ngay mua gánh gánh đi bán đi à? Dạ. Dạ. Thôi mua ít về chiều chấm mấy chị ăn cũng được. Dạ. Và bên này mày bán cái gì nữa? Không đây, mùng tôm, cũng hơi mùng cái, tôm. Bên này. Bên này. Để đi mùng rơi. Mùng rơi à? Ừ. À. Ừ, ông có cái ăn thôi. Dạ, dạ. Mày ăn cái sợi bún đi. Đây là một ngày mày gánh đi, mày bán được mấy chục ký. Mày dừng hết rồi nè. À, dạ, dạ. Tì. Đi vào trong này con. Giới thiệu mọi người đây là quán cao lầu phở hủ tiếu, y phụ cơm chiên, mì xào, miếng, đầy đủ luôn. Mời bà con cô bác chị vào khám phá ẩm thực. Y phụ là món gì ta? Cơm chiên Dương Châu. Vào trong này ăn cao lầu. Em chào chị. Em chào bà chủ, chào cả nhà. Anh quay của mình ở Trần Nguyên Đán hả mọi người? Dạ. Cái này là mấy cái món mình khách kêu rồi đó chị ha. Dạ. Anh đi vô trong ngồi đi, bà kêu lão. Cái này là phở bò hả chị ha? Phở nạm. Nạm. Cái y phụ là cái này à? À dạ, lần đầu tiên em thấy y phụ này đây, em chưa ăn đấy. Y phụ đang tá là bếp Hàn Quốc à? À, đầu bếp Hàn Quốc à? Dạ. Có đầu bếp Hàn Quốc đẹp trai đấy. À. Năm nay là bao nhiêu tuổi đây? Dạ, 26 tuổi. 26 tuổi, còn trẻ hả? Cái đó là mình đang làm cái chiên chi đó hả? Y phụ đó hả? À. Trong cái topping của y phụ là có những cái gì ta? Cải. Dạ. Đó, cái này mình chiên cái đó. Dạ. Đó, còn chị bên này đang tái bò để nhúng. Cái này là ăn thêm hay sao đi? À, à, cái không gian chế biến này. Nồi cơm chiên này. Không gian ở trong quán. Ủa mẹ kêu cái gì vậy? Cái gì đó? Một y phụ với một miếng sao với một calo mi, ba cái. Một miếng sao, một y phụ. Dạ. Dạ đúng rồi. Ta thăm bếp mọi người. Đây không gian bếp sạch sẽ luôn mọi người. Ở đây có hai cái nồi cơm chiên luôn ha. Hai nồi cơm chiên luôn hả? Dạ, cái này được chiên là đựng cơm. À, cái này đựng cơm. Còn khi nào chiên là mình bỏ qua đây. À. Mấy cái này là để làm y phụ đó mọi người.
trong là nhân là thịt với chả hả? Chả, chả thôi hả? À, có nấm ở đâu chứ? Có nấm mèo thôi. À, dạ không. Có nem rán chứ còn nấm. À, nem rán hả? Tony là hoa tân mi này. Hoa tân mi. Còn đây y phụ này. Y phụ. Y phụ đang đi kèm với cái này. Cái này, dạ, yeah, dạ. Yeah. Y phụ đi kèm với này. Không ăn. Bò. Hoa tân mi. Cái này là mình chỉ răng xào cái gì hả? Miếng xào. Miếng xào. Dạ, dạ. Dạ. Đây, bình con thêm món nè. Miếng xào. Ồ, tôm hùi. Để thấy hơi lên, khói lên là nó thích rồi đó. Con em đã ai có học bên Hàn Quốc về chưa này? Học. Dạ, nem rán hả? Nem rán. Dạ. Cái này miếng xào. Mà lại của em xong rồi hả? À, nhưng mà giống nhau đúng không? À. Gọi là hoàn thành. À, gọn cái gì lấy hả? À, cái trà này. Còn cái này cái này. Rồi, mình mời mọi người mấy cái món mà mình gọi là như có đầy đủ hết đây rồi. Dạ. Ừ, biết cái thiếu nữa rồi à. Rồi, đây, 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 đây. Cao lồng bì này, mời mọi người ăn cao lồng bì mọi người nhé. Rồi, chân biết ra. Đây này, hành thẳng đây nè. Này giống cái này này. À, cái nào không thẳng. Có hình như cái này ý phụ à. Ý phụ, ý phụ. Biệt mà cái món lâu rồi. Có chả này mọi người nè. À. Cái này là sườn bì. Đây là cao lộc mì, còn tô bên này là tô y phụ này. Y phụ thì nó không có sườn bì, nhưng mà có cài này, nó thích rồi nha. Y phụ có cài mọi người này, thì tô nào giống nhau hết. Đây là chả này, không? Chắc là mình bỏ cái này vô. Đúng rồi. Xong rồi mình ăn là mình bỏ vô xong một tí nữa là ăn sao hết. Bì với cái tí ăn miếng xào. Cái này có thịt bò này, có chả này, có cài, nguội, thịt nguội. Còn kêu thêm một cái dĩa chả ram. Chả ram này... Chả ram cuộn. Chả ram cuộn. Chắc cũng bỏ ở trong nó thịt nhôi rồi. Rán lên, giấu luôn rồi. Này bỏ giá. Nó đỡ ớn. Cái này giá. Mình mời cả nhà nhé. Ê, em đi chào mọi người hả? Tuy ăn tương à? Ma. À, chào con. Để ba tiếng nghe. Còn cái này là cây ngô gai này. Cái này cây rau ngũ này. Ba, hello con. Rau gì hay ăn phở mà quên. Rau ngũ này. Rau ngũ này. Nào, mày đầu tiên ăn. À, chả cái nước nó ngọt ra hay. Con thiếu gì á. Cho ba cái một thứ một ít. Đây là tương. Bỏ tương vô này. Làm không? À, đầy đủ hương vị. Không, chả không ăn chả này là mày chậm quá. À. Bỏ vô hả? Cái sợi cao lồng mì này. Được rồi. Sợi mì này nó cũng to hơn sợi bún mọi người nhé. Sợi mì nó to. Đây là bạn ớt cây. Đó. Ớt lát à, không ớt bột mà. Ớt lát là cây. Hello. Hello. Em đi chào mọi người đi. Hello, chào mọi người. À, rồi tính ra để tí. Rồi quay vô bì nữa. Mẹ không có sao. Con này mà cắn thử. Nó phải là thả. Đây là thả nè. Ý phụ nó thả vô. Ừ. Cao lô mi nó nấu trực tiếp vô luôn. Ừ, này cái chả rong. Ngoài giòn. Ừ. Này chiên giòn lên cái bên trái ngoài giòn. Chà cái chả rong ngon. Cái nhật ngọt thánh nhỉ. Ừ. Thì xay đó hả? Ừ. Thì ăn cái nó nhiều quá. Cái này ít thôi. Cái này con tương ấy là nó dĩa. Xíu tới bông chấm. À, bi ăn nè. Chả đó. Chả. À, cho em chả này. Cái nem rán này có nem mèo.
Đây là miếng xào. Miếng xào hả? Miếng xào bỏ cho nó trắng mà mèo được đó, bỏ được đó. Miếng xào này có cải này, kẹp thịt bò này. Đó. Này có dưa giá xào trong luôn. Cải với dưa giá giả xào trong luôn. Tại sao tôi mua bên nhau lại chịu luôn đó. Vừa vòng, ngon. Có cải vừa nãy không hiểu. Cải sao nhưng mà không còn giòn giòn. Cải không còn đậm, màu đậm lên đậm. Ở trong thì cũng chả thịt với lại là nấm mèo với cà rốt. Tình hình chẳng nữa. Tình chẳng nữa như ngọn. Mà đang cuốn thôi, mà đang cuốn. Tặng ba thì nó mỏng á, cái nó bị dây cồn như thế mình cồn đấy. Đã được ba cầm tới hả? Cái này ba có ăn miếng hả? Ăn. Cái y phụ này là ở trong là chỉ có nước với lại là thịt. Ừ, thịt trời nguội. Mình bỏ rau và dạ vào. Mình bỏ rau. Cái tô nước nó nở ra. Hôm nay trời nó thay đổi, bữa nay Huế nó thời tiết nó thay đổi liên tục. Hai ngày rồi mà. Trong một cái quầy quán như thế này không là mình thấy mấy món đó. Đó. Có cả cơm gà bóp này, cơm bò xào, cơm gà ruti rồi cơm chiên hải sản. Được món đấy. Nhưng mà cũng sao được đấy. Gia vị hợp. Hợp cũng như vậy. Đậm đà. Đa số là 35 ngàn. Đi ăn nhanh mình đi có. Đi ăn chợ này. Rồi đây mình bán đến mấy giờ hả chị? À, cả ngày luôn hả? À, dạ. Bà con vào ăn giờ nào cũng được hết mọi người nhé. Dạ. Mấy món này có gà thôi hả? Dạ. Dạ. Này hành à, để làm cái gia vị cái cà rốt này cũng vậy luôn hả? Châu vị xào miếng ở địa chỉ là 62 Trần Nguyên Đán mọi người, có số điện thoại. Cảm ơn bà con cô bác anh chị và các bạn đã đồng hành với mình trong cái video sáng ngày hôm nay mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người video vào tối ngày mai. Đây, đây ba đây. Bài đưa tay lên, đưa tay lên, đưa tay lên. Đưa tay lên ngoài. Này thật hàng chạy ra nguyên trái mọi người nhé. Ở tuyến đường ở trong thành này mới làm lại đẹp ghê luôn. Mình vừa đi qua gốc nguyên trái mọi người. Đông khủng khiếp. Kinh thành Huế đông khủng khiếp. Cái tuyến đường này, tuyến đường dọc nơi cái bờ hồ luôn này. Ở đây có mấy cái món quán sáng cũng ngon á. Lò mì xôi Thiền Minh ở thành Huế cuối tuần đông đúc nhộn nhịp. Đây là đi ngang qua chợ Thuận Hòa. Du lịch ngoại thành, đoàn xích lô mặc áo đồng phục đẹp quá.